Diễm Loan xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để có thể trò chuyện về vấn đề của những nỗi đau trên cơ thể của mình. Nhiều quý vị nói là, ồ, tôi bị nổi cái mụn nè, tôi bị trầy chỗ này nè, và rồi nó bị mủ nè, tôi cảm thấy rất là đau ha. Nhưng một vài ngày thì tôi hết rồi. Vậy thì tình trạng này không sao quý vị nha. Nhưng nếu như tình trạng chúng ta bị viêm cơ, áp xe cơ và nó diễn ra liên tục rồi nó lặp đi lặp lại nữa, thì lúc đó quý vị cần phải thật sự cẩn trọng và quan tâm tới vấn đề bệnh lý của mình. Và nào, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện của chương trình trước khi chúng ta gặp gỡ bác sĩ và được tư vấn về vấn đề viêm cơ, áp xe cơ. Trời ơi, thương tích đầy mình, không ở nhà để mà dưỡng thương mà bây giờ còn đi uống cà phê làm sao? Anh giỡn chơi đó hả? Hồi sáng em đi em đã dặn rồi mà. Về, em không cần biết. Trong vòng 30 phút, 1 tiếng đồng hồ anh phải về liền cho em. Nhanh đó nha. Trời đất ơi. Trời ơi, sao kia cái anh này kỳ, cái ông này kỳ vậy trời? Ủa chị? Hả? Anh Lôi bị cái gì mà em nghe chị nói thương tích đầy mình vậy? Trời ơi, hôm qua ảnh đi bữa chiều ảnh gọi điện cho chị là ảnh nói là tối nay có tiếp mấy người bạn đó, cái thôi bạn bè mà chị cấm hoài cũng không được, chị chấp nhận cho đi tiếp bạn. Tới khuya tới tối mới về, cái chị cũng ngủ rồi. Đến chừng lúc mà chị giật mình dậy á, cái chị đá cái chân qua bên ảnh, cái chị rờ thấy cái bắp chân, ủa cái gì mà nó rít. Trời đất quỷ thần ơi, chị bật đèn lên, cái chân ảnh bị xe tông hay là xe quẹt hay gì đó, nó rách nguyên một đường như vậy nè, có rướm máu rướm mủ nữa, rồi chị thấy nó sưng lên đỏ quét. Vậy mà sao ông tỉnh bơ à, ông về ông nằm ngủ tỉnh bơ à? Trời ơi, cái chị mở đèn lên, cái chị cũng chùi sơ, mà hồi sáng chị đã dặn rồi, ngủ dậy tỉnh chờ chị về chị coi như thế nào, rồi chị mua bông băng thuốc đỏ hay là dắt đi khám đó. Không, tỉnh vậy đó mà hình như là em thấy là hồi sáng ảnh đi rất là bình thường, em thấy không có dấu hiệu gì bị á, tại vì ảnh mặc quần dài em không thấy thôi. Không chừng á bây giờ là đi nhậu hay đi cà phê gì đó, uống vài lon bia vô, uống vài ly cà phê vô, không chừng lành, không chừng á đang uống cà phê với bạn đó. Mà chị thấy hay thiệt, đúng là gọi là đàn ông là làm như người ta có cái máu mà gọi là cái máu lì lợm trong người hay gì đó. Trời ơi, đau như vậy, rách sưng như vậy, mà em biết không, nếu đau mà bưng mủ như vậy á, có cái vết thương rách như vậy mà mình không chữa trị á, để nó thấm vô xương nha, là nó sẽ bị áp xe. Trời ơi, bị áp xe là nó viêm cơ rồi nó mủ ra. Trời ơi, sao mà ông gan quá trời, cái ông này. Cái gì mà áp xe, cái gì mà có thằng Lôi trong đây là sao? Dạ. Cái gì nói mẹ nghe coi. Trời mẹ. Thằng Lôi nó bị cái gì? Anh Lôi á, anh bị té xe. Hả? Dạ. Dạ, anh Lôi anh bị té xe. Rồi nó đâu rồi? Dạ, anh đi cà phê à? Dạ, anh đi cà phê rồi. Kêu nó về đây. Kêu về hả? Kêu về liền. Con mới điện ảnh chưa chịu về. Con không có hiệu lực bằng mẹ đâu. Kêu dạ, đi. Vậy con kêu. Cái lệnh của mẹ xuống mà nó không về nó nhăn. Trời ơi, là con quánh nó chết. Tao nói dạ, rồi. Dạ dạ. Trời ơi trời. Mẹ. Không. Mẹ nói chuyện đi mẹ. Anh bị té xe mà, cô Hương từ từ nha. Con hả? Vừa phải thôi. Té xe gần chết rồi mà không chịu băng bó giữa chân. Rồi đi rồi lỡ làm áo xe rồi sao? Không có nói nhiều, không có ở đó. Đó, dạ. Vậy nó mới sợ mẹ. Dạ. Thấy không? Dạ, dạ, dạ mẹ. Dạ. Con mà như anh Lâu con không dám về luôn á. Tao đâu cần. Để nó về đây, Rồi bây giờ làm sao đây? Dạ, trời ơi mà thì con sợ thì con nói vậy thôi. Chứ hồi tối á thì con lăn qua con đụng cái bắp chân của ảnh á, thì con thấy nó rít mà sao tự nhiên thấy kỳ. Cái con bật đèn lên thì con thấy là nó tét nguyên một đường như vậy nè. Nó có cái vết thương hở á, mà mình không có băng bó, không có chữa trị kịp thời á, đó là nó sẽ bị viêm cơ, nó xuống cơ, nó qua khớp, nó viêm mủ, nó bưng mủ rồi bị áp xe. Mà không hiểu sao anh không biết đau sao mà sáng sớm anh còn đi cà phê tỉnh bơ à mẹ. Trời ơi Lôi ơi là Lôi. Bây giờ đưa mẹ ra quán chỗ nó nhậu hay là cà phê gì không cần biết, mẹ lôi đầu nó về mới đó. Dạ. Và bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Thôi sẽ tư vấn ngay cho tất cả quý vị về căn bệnh viêm cơ, áp xe cơ. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Diễm Loan và các quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, khi mà nói tới viêm cơ áp xe cơ thì khán giả nên hiểu đó là tình trạng như thế nào của cơ thể chúng ta ạ? Mình đang đề cập đến vấn đề viêm cơ và áp xe cơ thì đó là tình trạng mà có cái hiện tượng tạo mủ hay gọi là nhiễm trùng ở trong các cái bó cơ hoặc là cái khoang cơ. Thì tình trạng đó hay gặp, thực tế thì nó cũng khá thường gặp và bệnh nhân thường người ta hay tìm đến bác sĩ ở trong giai đoạn sớm, thường là giai đoạn sớm ạ. Dạ, như vậy thì viêm cơ áp xe cơ là tình trạng như thế nào của cơ thể ạ? Là tình trạng mà ở đó là cái khoang cơ hoặc là bó cơ của mình bị vi khuẩn từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào trong khoang cơ hoặc là bó cơ, từ đó thì sẽ gây hủy cơ, tích tụ mủ và gây ra đau nhức, tạo cho cơ thể là có thể bị nhiễm trùng, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tử vong nếu mà mình điều trị không kịp thời. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng một người bị viêm cơ áp xe cơ thưa bác sĩ? Thực tế thì có rất là nhiều cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng đó, nhưng mà thường gặp nhất đó là do bệnh nhân có một cái vết thương ở ngoài da. Có thể nhiều nguyên nhân gây ra cái vết thương đó, ví dụ như là do chúng ta bị những cái vật nhọn đâm phải, hoặc là bị côn trùng cắn, hoặc là những động vật nuôi trong nhà cắn, hoặc thậm chí có những bệnh nhân người ta bị vết thương người ta cũng không biết xảy ra từ đâu, đặc biệt là những bệnh nhân bị đái tháo đường. Tại vì những bệnh nhân đái tháo đường thì cái sức đề kháng người ta kém, hoặc là người ta mất cái cảm giác để mà biết được cái xảy ra cái vết thương đó từ đâu. Thì từ những cái ngõ vào vết thương đó mà con vi trùng ở bên ngoài nó mới xâm nhập vào cơ thể và gây ra cái tình trạng viêm cơ và áp xe cơ. Như bác sĩ có chia sẻ là một người nếu như bị viêm cơ áp xe cơ thì họ sẽ rất nhanh chóng phải tìm đến với bác sĩ ngay. Vậy thì những cái triệu chứng là như thế nào ạ? Rất dễ nhận diện hay sao ạ? Tình trạng viêm cơ và áp xe cơ là một tình trạng nguy hiểm và thường sẽ biểu hiện làm cho người ta rất là đau nhức. Cái vùng mà tổn thương á, ví dụ chẳng hạn như là vùng tay, vùng bàn chân hoặc là vùng mông, thì đầu tiên là bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là đau, và cái vùng đó sẽ sưng to lên và có dấu hiệu đỏ, ấn vào rất là đau, và trong một số tình huống mà trễ thì bệnh nhân để tầm khoảng một tuần chẳng hạn thì ở cái nơi đó nó sẽ chảy mủ ra. Thì thường bệnh nhân khi mà người ta đã bị sưng đỏ đau là người ta chịu không nổi rồi, rất là đau, người ta sẽ tìm đến cơ sở y tế ngay. Còn những tình huống mà bệnh nhân để mủ chảy ra rồi thì thường là quá một tuần hoặc là hơi trễ hơn một xíu vì tình trạng nó rất là nặng. Những đối tượng nào có khả năng sẽ dễ dàng mắc phải căn bệnh viêm cơ áp xe cơ thưa bác sĩ? Đối với những bệnh nhân mà người ta bị cái mủ này nè mà kéo dài hoặc là rất là nặng thì thường là cái cơ địa của người ta, cái cơ thể của người ta nó có sức đề kháng kém. Còn những người thông thường thì thường bị viêm cơ áp xe cơ hoặc là viêm ngoài da thì ngắn ngày thôi, mình chỉ cần giữ sạch vệ sinh, uống kháng sinh là đều hết. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà bị nặng hoặc là bị tái đi tái lại thì thường là những bệnh nhân có sức đề kháng kém. Mình có thể kể ra ví dụ như là những bệnh nhân có cái sức đề kháng hay là chức năng miễn dịch giảm như bệnh nhân bị HIV/AIDS, thì những bệnh nhân đó thì chắc chắn là cái sức đề kháng kém. Bệnh nhân thứ hai là những bệnh lý như là đái tháo đường như mình đã kể. Một bệnh lý nữa là một số bệnh nhân người ta sử dụng những cái thuốc giảm đau, thông thường như là thuốc mà mang là corticoid và gây ra cái hội chứng người ta gọi là hội chứng Cushing. Thì đối với những người mà sử dụng thuốc mà giảm đau có corticoid lâu năm thì cái sức đề kháng của bệnh nhân rất là kém. Thành ra khi mà bị cái hội chứng đó thì thường cái tình trạng viêm cơ và áp xe cơ rất nặng. Còn lại những bệnh nhân khác thì vẫn có cái nguy cơ bị viêm cơ và áp xe cơ, nhưng mà cái tỷ lệ trầm trọng, cái mức độ trầm trọng nó không có bằng những bệnh nhân kia. Việc điều trị cho căn bệnh này diễn ra ra sao ạ? Đa phần các cái bệnh lý mà như là nhột hay là viêm da hay là áp xe nhỏ thì mình có thể để cho cái mủ nó thoát ra nhẹ nhàng thôi, rồi mình có thể uống kháng sinh trong giai đoạn đầu đối với những cái loại nhỏ thôi nha. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân nặng thì tốt nhất là nếu mà có tình trạng đó thì bệnh nhân nên tìm đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán rồi xác định được cái tổn thương mức độ nông sâu,
rồi mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào, thì đa phần á thì đều phải phẫu thuật. Những cái tình huống nặng như vậy đều phải phẫu thuật. Thì cái phẫu thuật của mình để làm gì? Thứ nhất là mình sẽ tạo một cái đường thoát để dẫn lưu hết mủ, tình trạng viêm ra ngoài. Sau đó thì bác sĩ sẽ lấy cái mủ đó đi cấy để tìm ra cái vi trùng, cái con vi khuẩn mà gây ra tình trạng là con vi khuẩn nào. Và khi mà biết được cái con vi khuẩn đó thì chúng ta sẽ tìm được cái loại kháng sinh phù hợp để điều trị con vi khuẩn đó. Thì nếu mà chúng ta điều trị đúng kháng sinh, tiêu diệt được con vi khuẩn thì hầu như là tình trạng nó cải thiện tốt. Còn nếu như mà tình trạng quá nặng thì đòi hỏi phải điều trị khó khăn hơn. Thì sẽ tùy thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm cơ, áp xe cơ. Chắc chắn là quý vị khán giả đang rất là quan tâm tới việc là chúng ta sẽ phòng ngừa như thế nào cho căn bệnh viêm cơ, áp xe cơ. Xin nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Như mình đã đề cập lúc đầu thì đa phần các cái tình trạng viêm cơ, áp xe cơ là vi khuẩn đi qua một cái vết thương có sẵn trên cơ thể. Thì đầu tiên là chúng ta không để xảy ra tình trạng có cái vết thương. Mình cẩn thận, mình không để vật nuôi cắn, không để những vật nhọn đâm vào cơ thể. Tiếp theo nữa là đối với những bệnh nhân chẳng hạn như đái tháo đường chẳng hạn, thì chúng ta phải hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách bảo vệ bản thân khỏi những cái chấn thương, khỏi những vết thương. Bởi vì những bệnh nhân này rất là dễ bị những vết thương mà người ta không có nhận biết được nó xảy ra khi nào. Đấy, thì mình phải bảo vệ cơ thể. Tiếp theo nữa, trong tình huống mà cơ thể mình lỡ may mà bị một cái vết thương thì chúng ta phải vệ sinh nó thật tốt. Phải vệ sinh bằng nước xà bông hoặc là bằng cồn sát trùng và chăm sóc sạch sẽ vết thương thì để phòng ngừa được cái tình trạng nhiễm trùng đó. Thưa quý vị, như bác sĩ vừa chia sẻ thì nếu như chúng ta có những cái vết thương nhỏ và thậm chí là có thể có mủ nhưng nó rất nhanh chóng lành lại thì không sao cả. Nhưng nếu như quý vị cảm thấy rất đau nhức, quý vị thấy nó lặp đi lặp lại và có thể là nó kéo dài mà không tự khỏi thì xin quý vị hãy tìm gặp bác sĩ để có phần tư vấn cũng như là điều trị thật sớm, tránh những cái nguy cơ về sau quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn phát sóng vào sáng ngày mai.